Xin chào tất cả các bạn, tớ tên là Lý Thu Thảo. Năm nay tớ 7 tuổi, tớ học lớp 2A13. Hôm nay tớ sẽ kể chuyện cho các cậu một nàng tiên cá. Nơi đáy đại dương sâu thẳm là vương quốc của tộc người cá. Ở đây chua cua chạy ngang dọc trên những mỏ đá. Từ đàn cá sặc sỡ bơi lắc qua vùng tảo mềm, còn những chú hàu chơi đuổi bắt bên các hạt ngọc trai sáng lấp lánh. Sáu chị em tiên cá sống cùng nhau trong một khu địa san hô. Họ thích dán vào đuôi mình những chiếc chuông nhỏ xinh và dài lên tóc vỏ sò xinh xắn. Nhưng nàng tiên cá em út không thích thú gì với những chiếc chuông nhỏ hay vỏ sò. Nàng thường ngồi nhìn mọi thứ cảm thấy đầy chán nản và buồn thể. Có gì ở trên bờ nhỉ? Nàng trần ngân. Và rồi nàng quyết định bơi lên để tìm hiểu. Bầu trời cao rộng và rực sáng, tiếng chim mòng bể biển gọi nhau vang vọng khắp chốn. Hiện ra ngay trước mắt nàng tiên cá bé nhỏ là một con tàu. Chúc mừng sinh nhật hoàng tử Nathan. Trên tàu mọi người đang cười nói và nhảy múa. Trông họ thật hạnh phúc. Bỗng một cơn bão khéo tới, đen kín bầu trời, nhưng dường như chẳng một ai trên tàu nhận ra điều đó. Nàng tiên cá ra sức la lớn và vẫy tay ra hiệu có mọi người biết cẩn thận. Khi sấm nổi đùng đùng và mưa chút dữ dội, chiếc thuyền rung chuyển khiến hoàng tử rơi xuống biển. Nàng tiên cá ra sức lặn dững sóng lớn để giải cứu hoàng tử. Nàng dùng tất cả sức lực để đưa hoàng tử vào bờ. Làm ơn cứu hoàng tử Nathan với. Nàng cầu xin một cô gái đi ngang qua. Cô gái nhìn nàng hơi chút đáng đo. Anh ta nhơ nhuốc quá. Cô khái rẻ biểu như nàng tiên cá nhìn chằm chằm vào cô gái nên cô ta tức giận từ chối lời cầu cứu của nàng. Khi nàng tiên cá trở về, nàng không thể ngừng nghĩ về hoàng tử Nathan. Nàng tìm đến mụ phù thủy trú ngụ trong một cái hang tang tối. Tôi muốn có chân để có thể đi trên mặt đất và nhảy múa cùng hoàng tử. Chà, đôi chân sao? Mụ phù thủy cười đầy xảo quyệt. Đúng vậy, nàng tiên cá trả lời. Để có thể đi lại ư? Phải. Và nhảy múa ư? Đúng vậy. Vậy được, nếu ngươi muốn, mụ phù thủy nói. Với một điều kiện, ta sẽ chế thuốc thần nếu ngươi trao cho ta giọng hát của ngươi để ta có thể trở thành một siêu sao ca hát. Nàng tiên cá đồng ý mụ phù thủy, liền gieo một câu thần chú lên ngàn và lấy mất giọng hát của nàng. Tuyệt vời! Mụ phù thủy leo lên mãn nguyệt với giọng nói mới của mình. Nhưng nàng tiên cá giờ chẳng còn giọng nói để đáp lại nữa. Nàng sẽ trăm lạ vĩnh vĩ
vĩnh viễn. Nàng mang theo lọ thuốc, cầm và bơi lên bờ. Vừa uống xong lọ thuốc thằng mụ phù thủy đưa, phép lạ đã xảy đến với nàng tiên cá. Một tiếng bùm phát ra, tiếp đó là bụng nàng rạp réo thoát bóc, đuôi nàng bỗng hóa thành hai chân xinh đẹp. Giờ nàng có thể đứng bằng hai chân như biết bao con người khác. Tất nhiên muốn đi lại cần thời gian luyện tập và nhảy múa, thậm chí còn cần lâu hơn thế. Khi nàng tiên cá đang tập diễn những bước đi đầu tiên thì hoàng tử Nát Han cưỡi ngự phi đến. Nàng tiên cá rùng mình và gật đầu. Hoàng tử ôm nàng trong chiếc áo choàng của mình và đưa nàng về lâu đài. Hoàng tử và nàng tiên cá dần thân thiết với nhau. Họ dành những phút giây bình dị bên nhau, đi dạo cưỡi ngựa và nhảy múa cùng nhau. Nàng tiên cá đã thực sự phải lòng chàng hoàng tử. Một hôm, đức vua gọi chàng đến và bảo: "Con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, nữ hoàng Beondi có một cô gái nàng ấy như thế nào hả cha?" Hoàng tử nói: Ta không rõ con à, nhưng nàng ấy là công chúa và hẳn sẽ thích nàng ấy." Như ta nói này, hoàng tử luôn phải cưới công chúa. Hoàng tử Nathan giải thích với nàng tiên cá: "Số miệng của ta là vậy." Khi hoàng tử gặp nàng công chúa nọ, nàng tiên cá càng cảm thấy mọi thứ tồi tệ hơn. "Nàng là cô gái đã chăm sóc ta khi tàu bị đắm. Sao ta không thể cưới nàng là vợ chứ?" Nàng tiên cá ngồi tựa vào tảng đá gần đó và bật khóc. Con tim nàng đã tan vỡ. Giá như nàng có lại giọng nói, nàng đã có thể thổ lộ tình cảm của mình. Hoàng tử cố gắng dỗ dành nàng tiên cá, nhưng chàng thực sự không biết mình đã làm gì sai. "Đừng khóc." Bỗng nhiên, công chúa nói: Tôi nhớ ra cô rồi. Cô chính là nàng tiên cá đã cứu Nathan khỏi trận bão hôm đó. Nàng từng là tiên cá sao?" Hoàng tử ngạc nhiên. Nàng tiên cá gật đầu: "Nàng đã cứu ta mạng ta. Nàng thật tuyệt vời." Cuối cùng, hoàng tử nhận ra mình đã yêu nàng tiên cá bằng tình yêu nồng nhiệt dành cho nàng. Chàng mạnh dạn nói điều đó với vua cha. Họ cưới nhau ngay ngày hôm đó. Khi nàng tiên cá mở món quà cưới từ mụ phù thủy biển phép, lạ đã xảy ra. Giọng nói của nàng đã quay trở lại. Mọi người cùng hát vang và nhảy múa tới tận khi mặt trời lặn. Nhưng giọng hát ngọt ngào và trong trẻo hơn cả chính là của nàng tiên cá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại nhé.